Tôi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video đầu tiên của kênh của mình. Và mình là Huy Phúc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một bể cá săn mồi cộng đồng của mình. Tuy nó khá là rẻ tiền nhưng mà nó rất là mang lại niềm vui cho mình mỗi ngày. Và sau đây xin mời các bạn xem. Đây chính là con cá sấu hỏa tiễn phát lộc, và kia là một con tai tượng châu Phi của sừng amino và của sừng hoàng đế của sừng xám. Trong kia là có con phát tài lâu kính và hồng vĩ mỏ vịt. Những con này mình đã cho nó ăn rồi nên giờ nó sẽ không ăn nữa. Trong kia là ít cá mồi nha. Đây cá sấu nó cũng được khoảng hơn găng tay của mình. Con này nó hung dữ các bạn. Được con này thì nó rất là ít cắn nhau, bởi vì mình nuôi chúng cũng khá là lâu rồi. Còn bên này là mình có ba con cá sấu. Ba con axolotl này thì mình lắp vào cái quạt. Các bạn nuôi axolotl thì các bạn bắt buộc phải có cái quạt này nha. Bởi vì mình có cái lọc này, nước nào nó cũng trong. Rất là đẹp luôn. Đây hệ thống lọc của mình. Nó sẽ không được nói. Nói lên sẽ kiểu nó khá là sợ. Ở đây là khi bạn nuôi cá, các bạn bắt buộc chắc chắn các bạn phải có những cái thứ này. Nếu các bạn muốn cá sống thì các bạn phải có những cái thứ này. Đầu tiên là chai PSV, chai vi sinh này, thì mỗi lần mình mua chai này là 60.000. Mỗi lần các bạn sử dụng thì các bạn phải lắc đều lên. Ví dụ đây, mình sẽ xịt cho các bạn rồi. Đây, lắc đều lên. 20 lít nước thì tương đương với là 20 lần xịt 50 lít nước nha các bạn. Không nhầm, 20 lần xịt cho 100 lít nước thì hồ này của mình tầm rất là nhỏ, tầm 5-6 lít là cùng. Thì mình chỉ xịt một lần, hai lần là nó đủ vi sinh rồi. Chiếc chai này nó vi sinh, nó rất là hôi nha. Nhưng mà các bạn chỉ yên tâm, nó sẽ không hôi vào bể nước các bạn đâu. Cái thứ hai là thuốc khử cỏ lo nha. Thuốc khử cỏ lo này nó nghĩa là ở trong cái lọ khác. Giờ mình cho cái này cho nó dễ tính liều lượng. Các bạn có thể mua cái lọ thuốc này bất kỳ ở tiệm cá cảnh nào khác. Mỗi lần các bạn thanh nước cho cá các bạn, hồ này là các bạn chỉ cần nhỏ một giọt duy nhất, hồ này cũng một giọt. Bởi vì mình mới thanh nước nên mình không thể nào làm cho các bạn xem được. Còn đây là chai thuốc trị và phòng nấm và vaccine. Thì chai thuốc này mình mua với giá là 35.000 đồng. Không biết các bạn thấy không, đây ok. Nó hơi mờ, mình cũng nhận đây. Thì chai này là
20 gram mỗi lần các bạn dùng với 100 lít nước. À không, 50 lít nước là 1 gram. Nếu cá bị bệnh còn liều phòng. Liều phòng nếu 50 lít nước là chắc bạn chỉ đánh nửa gram thôi nha. Chai này vừa phòng vừa ấy. Đây là, còn đây là lọ cám. Nếu các bạn muốn cho cá mồi sống, các bạn nuôi, nếu mà nuôi cá săn mồi ấy, thì các bạn bắt buộc phải có lọ cám này. Để khi mà chúng ta mua cá mồi về, chúng ta sẽ để dần dần ra một cái thùng khác và chúng ta sẽ cho nó ăn cám này cho nó có thể sống lâu hơn. Và đây, đó, cá săn mồi, cá mồi chứ nhỉ. Thì mình có nuôi cả 7 màu, nhưng mà mình nuôi chuyên là nuôi mỏ săn mồi. Em lại là trước khi kết thúc video nha các bạn. Ok, để các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Và sau đây, và các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ, đăng ký cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.